Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 2, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Cao Văn Đạt, 19 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang, về tội cướp giật tài sản. Ngày 13 tháng 2, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Cao Văn Đạt, 19 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang, về tội cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra của Công an, do đánh bạc thua, thiếu nợ nhiều nên Đạt nảy sinh ý định đi trộm cắp, cướp giật tài sản để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Qua theo dõi, Đạt thấy chị NTH, hàng xóm với Đạt, có đeo dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya. Từ đó, Đạt ủ mưu cướp giật tài sản của chị H. Rạng sáng 23 tháng 1, Đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị H và kêu chị bán nhiều thứ như thuốc lá, mì tôm, nước uống đóng chai, trong đó có cả xăng. Tuy nhiên, chị H không mở cửa giao hàng mà chỉ điêu qua song sắt nên Đạt không có cơ hội ra tay cướp tài sản của chị H. Thấy vậy, đổ xong chai xăng, Đạt tiếp tục mua thêm một chai xăng nữa cùng một thẻ cào nạp tiền điện thoại. Sợ Đạt mua xong không trả tiền nên lúc này chị H mới mở cửa ra đứng chờ để thu tiền. Tranh thủ cơ hội này, Đạt nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền có trọng lượng hơn 2 chỉ vàng 18K của chị H rồi lên xe tẩu thoát. Thế nhưng Đạt bị chị H nắm áo kéo lại và truy hô. Ngay lập tức, chồng của chị H đã kịp thời có mặt cùng chị H bắt giữ Đạt giao cho công an xử lý. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.